Mến chào các bạn. Rất vui khi các bạn đã ghé kênh của Thảo nhé. Thời tiết đang mùa này thì có lúc nắng nóng rồi lại mưa, cho nên chúng ta dễ bị cảm và mệt mỏi trong người. Vậy thì hôm nay cùng mình nấu món tiềm gà để bồi bổ sức khỏe lại nha các bạn. Để nấu món này thì mình đã mua một cái gói nguyên liệu tiềm gà. Với cái gói này thì nó cũng đã có sẵn các nguyên liệu để mình cần nấu. Mình có thể dùng làm tiềm gà, tiềm heo. Các nguyên liệu trong cái gói thường thường là có sâm đương quy, hoài sơn, bạch chỉ, kỷ tử, thục địa, vân vân. Hôm nay thì mình sẽ tìm với gà. Tùy theo các bạn muốn nấu nhiều hay ít để chúng ta mua đủ nguyên liệu. Rồi đây mình sẽ có thêm nước dừa. Mình thì thích ăn táo đỏ lại hoài sơn nhiều cho nên mình sẽ mua thêm. Gà đã làm sạch, rửa sạch và để ráo. Bây giờ thì mình sẽ chặt gà ra thành từng miếng nhỏ vừa ăn nha các bạn. Với món tiềm này thì chúng ta sẽ cần gà ta thì mình sẽ hầm nó dai mà ngon hơn. Hôm nay thì Thảo sử dụng khoảng chừng 2 con hơn 1 kg. Bây giờ thì mình sẽ chặt ra hết nhé. Để món gà tiềm được thấm gia vị thì bây giờ chúng ta sẽ ướp một chút. Mình sẽ ướp vào đây 2 muỗng canh hạt nêm, hành tím và tỏi đa băm. Thêm 1 muỗng canh đường phèn để cho có vị ngọt thanh. À, 2 muỗng canh nước mắm nữa nhé. Rắc một chút tiêu nữa để cho nó có độ cay và thơm nữa các bạn. Chúng ta sẽ trộn đều lên để cho gà thấm gia vị nhé. Sau đó thì mình sẽ ướp trong vòng 20 phút nha cả nhà. Gà cũng đã ướp được 20 phút rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho vào nồi áp suất để mình tìm cho nó nhanh và ngon nha. Cho luôn các nguyên liệu như là hoài sơn, kỷ tử, thục địa vân vân vào luôn cả nhà. Cái màu táo đỏ trông rất là bắt mắt phải không các bạn? Sau cùng thì mình sẽ cho nước dừa tươi vào. Mình sẽ cần cái mặt nước xâm xấp trên cái hỗn hợp này nhé. Nếu như không đủ nước dừa thì chúng ta có thể cho nước lọc vào luôn. Bây giờ thì mình sẽ đóng nắp lại. Rà cho đúng cái khớp thì nó mới chắc được. Kế tiếp thì mình sẽ khóa cái cần gạt lại. Và bây giờ thì chỉ việc cắm điện để nấu thôi các bạn. Để nấu món này thì chúng ta sẽ nấn vào cái nút hầm nhé. Mình cũng đã chỉnh cái thời gian nấu là khoảng 30 phút. À, nhấn nút ta là nấu thôi các bạn. Rất là tiện phải mọi người. Sau một lúc thì bây giờ mình đã nghe tiếng reo sôi. Mình vẫn để như vậy để hầm một lúc nữa nhé. Hầm thêm khoảng 15 phút nữa. Lúc này mình thấy là khói bốc lên rất là nhiều. Khói bốc lên rất là nóng, cho nên bây giờ mình sẽ dùng cái đũa để mình gạt cái cần ra để xả hơi nha cả nhà. Sau khi hết thời gian nấu thì bây giờ bếp đã trở qua chế độ hâm. Nếu chúng ta cần mở ra ngay thì mình sẽ nhấn nút tắt. Còn không thì mình cứ để hâm một lúc nha cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ mở nắp ra để xem kết quả như thế nào nha. Khói bốc lên nghi ngút rất là thơm, thịt gà cũng đã chín mềm rồi các bạn. Và tất cả các loại nguyên liệu khác thì cũng đã chín. Mùi thơm rất là hấp dẫn nha. Bây giờ thì sẽ múc ra tô để thưởng thức nóng và xem cái thành quả của mình như thế nào nha các bạn.
rắc thêm một chút tiêu cho nó thơm ngon hơn nữa nha. Món này nếu chúng ta mình hầm nước nhiều á thì mình có thể ăn với bún. Còn nó sắc lại một ít thì chúng ta kèm thêm bánh mì cũng rất là ngon. Rồi mình trang trí thêm một cọng ngò nữa cho nó có xanh xanh đỏ đỏ cho đẹp. Kèm thêm một đĩa muối tiêu nữa nha các bạn. Vậy là món ăn của chúng ta đã hoàn thành. Với các nguyên liệu cũng rất là dễ tìm. Và cách chế biến cũng nhanh nhẹn đơn giản. Mà chất lượng của món ăn thì rất là đáng kể nha. Nó sẽ giúp cho chúng ta bồi bổ cơ thể sau khi sinh hoặc là đau ốm. Như chúng ta gặp thời tiết mà cảm thấy mệt mỏi, cảm cúm thì chúng ta có thể ăn cho cơ thể ta được khỏe lên. Mình có thêm một đĩa muối chanh ớt để cho ăn nó đậm đà và bắt miệng hơn. Bây giờ thì mời mọi người dùng miếng mình nhé. Thử trái táo đỏ xem sao nha các bạn. Táo nó ngọt và nó thấm gia vị cho nên ăn rất là ngon. Kế tiếp thì mình sẽ ăn hoài sơn. Cái món này nó giống như là khoai mì cả nhà, ăn nó dẻo dẻo rất là ngon. Rồi chúng ta sẽ thử qua miếng gà nha. Thịt gà mềm và rất là thấm vị. Vị của các nguyên liệu của thuốc bắc cho nên rất là thơm ngon. Cái hoài sơn này mình thích hết cho nên là nấu nhiều, ăn mê lắm cả nhà. Với lại trong lúc nấu thì mình nấu thêm nước dừa tươi nữa cho nên cái nước nó ngọt rất là thanh. Vậy là mình đã chia sẻ với các bạn món gà tiềm, một món rất là dinh dưỡng cao mà dễ nấu nữa. Nếu mà mình không có nồi áp suất thì mình nấu bếp thường cũng vẫn được, tại vì gà nó cũng mau chín lắm cả nhà. Nấu với nước sình sịch như vậy thì chúng ta ăn bánh mì cũng rất là ok. Là hôm nào các bạn muốn bồi dưỡng cơ thể, mình có thể nấu món này ăn thử nhé. Các bạn có bữa ăn vừa ý và ngon miệng. Và bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.